Xin chào tất cả mọi người. Nay thì đang dừng chân trên đường từ Pù Luông về Pù Luông Bá Thước Thanh Hóa. Về thì anh Hoàng Công có đưa lên mà gọi là một cái điểm dã ngoại chuẩn bị ăn trưa, nướng đồ ăn trưa ở đây. Rất tiếc là cái chỗ này thì không có cái lối để đi lên để cho xe ô tô, cho nên là nó bị hầm hố quá. Với hai nữa ở dưới cái mương rãnh nó không đi qua được, nên là đành phải đỗ xe ở trên đường xong rồi đi bộ lên đây. Đây là một cái quả đồi mà trên này có rất là nhiều cây mua và cây sim, nhưng mà mùa này thì hoa mua không có, sim mùa này cũng không có quả, không có hoa, nên là đây chủ yếu là mua. Cái điểm mà phải nói là nếu mà đi 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 dã ngoại mà theo kiểu một nhóm ấy, mang đồ, mang bạt, mang lều đi ấy, thì tuyệt vời. Lên đây đốt lửa, nướng đồ, ăn uống, nghỉ ngơi. Đây là một cái chỗ này, nó là một cái sân bóng đá của gọi là Cao Sơn. Thôn này không biết là thôn gì. Đấy, đây là khu vực mọi người đang chuẩn bị để nướng đồ ăn. Đây, sân bóng đá. Sân hoàn toàn tự nhiên. Rất đẹp nhưng mà tự nhiên. Rồi, sáng nay không đập lấy cái chiếu. Đấy, thế mà bên này mà đá bóng thì bên này lợi quá, ở trên này trên dốc, dưới kia dốc thấp hơn. Đấy. Đây là anh Hoàng Công này. Đấy, chào anh Hoàng Công. Chào mọi người. Hôm nay Hoàng Công đưa đi chỗ này picnic dã ngoại, quá tuyệt vời luôn. Đấy. Đây là anh Hơn này. Anh Hơn. Địa điểm này thì địa danh là gì anh Hơn? Đây là Làng Bá. Làng Bá. Làng Bá. Tại sân bóng Làng Bá đấy. Sân bóng Làng Bá của khu Cao Sơn. Khu Cao Sơn. À, của huyện Bá Thước. Đấy, đây là anh Làng Bá, đây là đất Hòa Bình. À đấy, qua đây rồi. Ngay đúng rồi. Thì thấy nó báo thôi chứ. Anh ở. Thấy nó báo km là chỉ có 2-3 km nữa là đã đến đất đúng. Là Tân Lạc nhỉ? Yeah. À, đấy, đây là anh Hà Huế này. Trời ơi, con cá to quá. Đây là thợ săn mít vừa luôn. À, thợ săn mít vừa luôn. Con cá to quá này, mang đây ấy để nướng này. Con cá này là gấp lại cho anh 3 cân 9. Gấp lại luôn à? Gấp lại luôn chín. Không đúng rồi. Nướng như thế luôn đi, không cần úp lại. Còn đi 3 cân 9 mà. Kinh quá, to thế. Gấp lại cho nó sợ nó đỡ khô thịt đấy. Đây, đốt lửa. Hai bạn này. Đây. Bây giờ ơi, đóng giả ông già. Ồ. Trông cũng như ông già luôn. Đấy, thanh niên này khỏe chưa? Khỏe rồi. Khỏe rồi, phải chưa? Hỏi khỏe chưa? Khỏe rồi. Mấy gia đình nhà kia cũng là thành ra là cũng cứ đến một chỗ đây luôn. À, đấy đang đốt lửa đúng không ạ? À, đây là vô tình lại có thêm đoàn khách nữa này. Đấy. Đấy. Bưởi diễn Tuyên Quang. Hạt à? Hạt uống sữa đi. Hạt. Hạt à? Hạt chứ không phải hạt. Hạt thế hạt uống sữa đi. Ăn bưởi không? Ra đây bà. Cảm ơn bà đi. Ra đây, ăn bưởi nhá. Rồi áo đỏ cái là anh Hòa ở thành phố Thanh Hóa lên này. Cá chấm như là cá chấm lồng nuôi nhưng mà nuôi chỉ bằng lá thôi. Nuôi ngay cạnh nhà công này. Đấy là con sông, đấy là sông gì? Sông Mã đấy hả? Sông Mã chỗ nhà em đấy. Sông Mã xa rồi. Sông Mã xa rồi. Sông Mã ơi. Sông Mã xa rồi. Sông Mã ơi.
bước xong đó là ta lại lên son lại bước đi đèo nữa chơi bơi. Đó, khát từ sông Mã mà lên trên đỉnh của son đấy, lên khu vực cao của son Mã 10 lên đèo giữa chơi bơi. Ra một cái dài thế này luôn. Làm cái dài được đây được này. Ăn tí nữa mà còn phải ăn cơm nữa các bạn. Qua mẹ nó gọi điện về. Khả năng ấy là mẹ là cử ở nhà làm gián điệp. Vâng. Thế mà lại đi đâu, nhưng mà cái là bố thì cứ vô tư. Bố thì để đây tí cho nó tan bớt đi rồi tí nữa mà nước. Ấy, xúc xích. Anh cứ xui tôi à? Cháy à? Đi lấy cháy để xui ăn người nào? Anh bỏ người nào? Đám con chứ? Có đồ. Hôm nay thì đúng là không say thì không bề đâu. Nhưng mà uống ở trên đỉnh này thì khó say đấy. Dạ. Vâng. Tốn rượu lắm. Rượu là rượu ngon phải chứ. Có rượu ngô này. Rượu ngô của chú Hơn đâu nhỉ? Rượu ngô nếp đường. Đây hả? Không, đây là rượu nếp nếp cẩm này. Rượu nếp cẩm Hoàng Công ngâm này. Còn đây là rượu ngô. Rồi. Đấy, rượu ngô này, rượu này uống mới êm này, thơm. Ôi giời ơi. Thôi mấy anh em uống một chai hết hai chai thôi nhá, đừng uống nữa nhá. Không, uống đấy thôi. Cái rượu ngô hôm trước anh uống nhà Giàn Ngọ đó. Thơm lắm. Nó thơm như cái mùi ngô non. Càng để lo là càng thơm. Thơm lắm. Lên mùi tuyệt vời luôn. Đấy, xung quanh nhỉ. Anh muốn mua để tiếp khách là mình không mua được cái nào. Anh đặt ở trong đường viêm. Ấy, bạt ngàn, hoa mua và sim. Đây là một con hào này. Gọi là kiểu giao thông hào ấy các bạn. Nó bản chất cái khu này, các bạn hình dung là đây là nó như là một cái điểm cao ấy. Nó một cái điểm cao. Trên kia còn cao hơn nữa, nhưng đây nó là như một cái điểm cao. Cho nên là những cái đường này trông thì nó bây giờ nó đang là để không như này thôi, nhưng mà thực chất nó là một cái con cái kiểu gọi là giao thông hào ấy, tức là nếu mà gọi là đánh chiếm lên đỉnh cao là người ta sẽ đi xung quanh những cái con hào này để đi lên từ dưới đi lên, có nhiều đường nữa đại khái thế, những cái điểm cao là thường nó sẽ có giao thông hào xung quanh. Đây. Đến màn là bà này, nướng ngô là một này, nướng xúc xích là hai này. Đấy, nướng cá là ba này. Đấy. Có đây là xôi. Xôi. Xôi, đây là bánh chưng à? Đấy. Quá wow, hấp dẫn luôn. Đấy. Anh Hà Huế anh đang xiên thịt gì kìa? Thịt lợn bản. À, thịt lợn bản. Kinh. À đi mặc áo. Làm việc khác đây là nhìn chú này. Đấy, anh đợi cầm đi. Đây là đến màn thọ thực. Đấy, đến màn gọi ấy này. Xôi này. Bưởi này. Làm găng tay mà. Thịt nướng này, cá nướng này. Bánh chưng nướng này. Rồi, tay bốc ăn ngon chưa? Em có đũa đấy. Mỗi người một cái thôi. Em đũa đây. Ai ai có đũa dùng đũa, ai có găng tay dùng găng tay. Mọi người sang đây. Mời mọi người nào, mời anh em nào. Tập trung là ai có đũa. Rồi ok, chúc mọi người ngon miệng nhá. Ai mà đi qua Cao Sơn thì có thể lên đây
nào nó làm rô cái để cho nó rồi. Ừ, nào mọi người nâng ly đi Hoàng Công ơi. 1, 2, 3, rô cái lẩu nào, rô với cái lẩu rô với cả nhà nào. Tay kia chứ, một tay đây chứ, còn cầm máy nữa thì cầm máy lẩu nào còn máy mà làm đồ quá. Cầm cần nhảy quay cầm máy thôi, nhảy cả lên nhảy cầm máy cầm đồ quá nào. Lê cầm tử tế đấy con, chụp là kia lấy máy sang chụp cho bố đi là kia chụp rồi nào. Kín lõ đấy các bạn, nhìn thấy không, gọi một bữa tiệc giữa đỉnh núi, xung quanh là mây nó xà xuống, nó cứ kêu ngon quá, mây còn không cưỡng được chứ đừng nói người. Đỡ xôi sang đấy.